Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Việt Nam TV. Kính thưa quý vị, từ xưa đến nay, máy bay Boeing B-52 luôn nổi tiếng là máy bay ném bom chiến lược số 1 thế giới với tầm bay xa cùng với khả năng mang theo nhiều bom. Nhưng B-52 không phải là loại máy bay ném bom lớn nhất trong lịch sử. Thực ra, máy bay B-52 chỉ đứng thứ hai. Không quân Mỹ từng có một loại máy bay ném bom lớn hơn. Mặc dù chưa từng được sử dụng để ném bom, nhưng nó vẫn là trụ cột của Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược Mỹ trong thời kỳ ban đầu thành lập. Đó là máy bay ném bom chiến lược B-36 Peacemaker. B-36 là một kiểu máy bay ném bom siêu lớn được công ty Convair cho ra mắt trong năm 1946. Theo tư liệu của Bảo tàng Không quân Quốc gia Mỹ, sải cánh của nó là 70,1 mét. Để so sánh, máy bay B-52 có sải cánh là 56,8 mét, chiều dài là 49,4 mét. B-52 có chiều dài 48,5m và nó có thể mang được lượng bom lên tới 39,6 tấn. Đối với B-52 có thể mang tối đa 31,5 tấn. Có thể thấy rằng B-36 lớn hơn B-52 về mọi mặt. Nó cũng là loại máy bay ném bom duy nhất có thể vận chuyển bất kỳ loại vũ khí hạt nhân nào có trong kho vũ khí của Mỹ, bên trong 4 khoang chứa vũ khí mà không cần phải cải tiến. Với tầm bay xa lên đến hơn 10.000 dặm, vào khoảng 16.000 km và tải trọng vũ khí tối đa lên tới 39.600 tấn. Nó có khả năng bay liên lục địa mà không cần tiếp nhiên liệu. Trong suốt một thời kỳ dài, B-36 là chiếc máy bay có tải trọng lớn nhất trên thế giới, chỉ sau khi có sự xuất hiện của những chiếc Boeing 747 và C-5 Galaxy, cả hai được thiết kế muộn hơn hai thập niên sau đó, thế giới mới có được một chiếc máy bay có tải trọng lớn hơn B-36. Thật không dễ dàng để cho một chiếc máy bay khổng lồ như vậy cất cánh B36 sử dụng tới 6 động cơ cánh quạt Pratt Whitney R4360, cộng với 4 động cơ phản lực General Dynamics j 47 Với 10 động cơ kết hợp giữa hai loại cánh quạt và phản lực, B36 cũng là máy bay có kỷ lục cao nhất về số lượng động cơ trong lịch sử hàng không thế giới. 10 động cơ này có thể đẩy B36 khi đầy tải đạt tốc độ cực đại 700 km h B36 bay bên trên trần bay của mọi loại máy bay tiêm kích trong những năm 1940, cho dù là phản lực hay máy bay cánh quạt, đa số các phiên bản của B-36, ngoại trừ B-36A, đều có thể bay đường trường ở trần bay trên 40.000 feet vào khoảng 12.000 m). Vào năm 1954, các tháp pháo và các thiết bị không cần thiết đã được dỡ bỏ, cho một cấu hình hạng nhẹ có thể đạt tốc độ tối đa 681 km/h và có thể bay đường trường ở độ cao gần 15.000 m hay có thể tạm thời lên đến độ cao 17.000m, thậm chí là cao hơn. Bốn khoang chứa bom của B-36 có thể mang đến 39.000kg bom thông thường hoặc bom nguyên tử, nhiều gấp hơn 9 lần so với con ngựa thổ thời thế chiến thứ hai là chiếc B-17 Flying Fortress, chỉ có 4.400kg. Nó nặng hơn đáng kể so với tổng trọng lượng của chiếc B-17 là tổng khoảng 29.000kg. Chiếc B-36 ban đầu không được thiết kế để mang theo vũ khí nguyên tử. Đơn giản là vì sự có mặt của một kiểu vũ khí như vậy còn là điều tối mật trong giai đoạn mà chiếc B-36 được thiết kế từ năm 1941 đến năm 1946. Và phương thức mang theo thứ vũ khí hủy diệt này vẫn còn chưa được xác định. Nhưng B-36 đã đảm nhiệm vai trò mang vũ khí nguyên tử ngay sau khi được đưa vào hoạt động. Trong mọi tính năng bay, ngoại trừ tốc độ, B-36 đều có thể bắt kịp đối thủ Liên Xô tương xứng của nó là loại Tupolev Tu-95 trang bị động cơ cánh quạt, hiện nay vẫn còn đang được sử dụng. Vũ khí phòng vệ của B-36 gồm 6 tháp pháo điều khiển từ xa có thể thu vào trong thân và các tháp pháo cố định ở đuôi và trước mũi. Mỗi tháp pháo được gắn hai pháo tự động 20mm, tổng cộng bao gồm 16 khẩu. Hỏa lực tự vệ lớn nhất từng được trang bị cho một chiếc máy bay ném bom tính đến thời điểm đó một hệ thống radar apq 3 trong một vòm đặt trên tháp pháo đuôi được sử dụng để điều khiển hỏa lực cho tháp pháo đuôi. Hệ thống phòng vệ này được đánh giá là phức tạp và kém tin cậy. Sự rồi lại khi thực hành tác xạ có thể làm hệ thống điện tử bóng chân không điều khiển động cơ trên máy bay bị hỏng hóc. Điều này đã gây ra tai nạn và làm rơi chiếc B-36B vào ngày 22 tháng 11 năm 1950. B-36 cũng là loại máy bay duy nhất được thiết kế để mang theo bom T-12 Cloudmaker, một kiểu bom nặng 19.800 kg, được thiết kế để tạo ra một hiệu ứng động đất. Khi ném bom thử nghiệm, B-36 đã mang hai quả bom với tổng trọng lượng 39.600 kg, để lần lượt ném quả thứ nhất ở độ cao 9.100 m và quả thứ hai ở độ cao 12.000 m. Cho đến nay, T-12 Cloudmaker vẫn là loại bom thông thường nặng nhất mà người Mỹ từng chế tạo. B-36 được đưa vào trang bị từ năm 1948. Nó có độ cao hoạt động, trần bay lớn, ít nhất vào thời điểm đó. Hầu hết các loại súng phòng không đều không thể bắn tới độ cao bay của B-36, nên nó có tác dụng gian đe mạnh mẽ và trở thành một bộ phận quan trọng của lực lượng không quân chiến lược Mỹ với tổng sản lượng tới 384 chiếc. Tuy nhiên, những năm thập niên 1950, thế giới đã dần bước vào kỷ nguyên máy bay phản lực. Tốc độ bay chậm, thời gian chuẩn bị lâu và thân máy bay quá lớn khiến cho việc triển khai B-36 trở nên bất tiện. Sau đó máy bay ném bom Boeing B-52 ra đời. Với hầu hết các nhiệm vụ đều chung với B-36. Vì vậy chỉ sau 11 năm phục vụ ngắn ngủi, B-36 được cho nghỉ hưu vào năm 1954. Cho dù phiên bản ném bom chưa bao giờ tham gia bất kỳ cuộc xung đột nào trong giai đoạn chiến tranh lạnh, nhưng các phiên bản chi sát của nó đã tiến hành nhiều hoạt động do thám trên lãnh thổ Triều Tiên, Trung Quốc, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác. Ngay từ khi mới ra đời, B36 đã bị chỉ trích là một loại máy bay lạc hậu, một kiểu máy bay cánh quạt lạc loài trong một thế giới đã toàn những máy bay tiêm kích đánh chặn phản lực. Dù sao, so với kiểu máy bay ném bom phản lực tương đương là loại B47 được đưa vào hoạt động vào năm 1953, cũng không đủ tầm bay xa để tấn công Liên Xô từ lục địa Bắc Mỹ mà không cần tiếp thêm nhiên liệu dọc đường và cũng không thể mang theo quả bom khinh khí bom Hiro thế hệ đầu tiên nặng đến 20 tấn. Những chiếc máy bay nắm bom động cơ cánh quạt khác của Mỹ vào lúc đó như B29 và B50 cũng bị giới hạn về tầm sao hoạt động để có thể trở thành một vũ khí hạt nhân chiến lược. Khi đó tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM còn chưa trở thành những phương tiện mang đầu đạn tin cậy mãi cho đến những năm 1960 cho đến trước khi những chiếc B-52 được đưa vào hoạt động vào cuối những năm 1950. B-36, chiếc máy bay ném bom liên lục địa thật sự chính là một chỗ dựa chính của Bộ Chỉ huy Không quân Chiến lược SAC. Ngoài phiên bản ném bom, B-36 còn có một phiên bản làm nhiệm vụ trinh chi sát chiến lược. Chiếc máy bay đầu tiên được thử nghiệm làm nhiệm vụ này chính là RB-36D, một phiên bản trinh sát của B-36D với hình dáng bên ngoài không có gì đặc biệt nhưng với thành phần đội bay lên đến 22 người thay vì 16 người như phiên bản ném bom. Số nhân sự tăng cường này vận hành và bảo trì những thiết bị trinh sát hình ảnh mang theo. Khoang bom phía trước được thay bằng một khoang điều áp mang theo 14 máy ảnh, đồng thời trang bị một phòng tối để kỹ thuật viên có thể trám phim ảnh. Khoang bom thứ hai mang theo tới 80 quả bom chớp sáng T-86. Khoang bom thứ ba chứa một thùng dầu phụ có thể vứt bỏ được, có dung tích 11.000 lít, giúp kéo dài thời gian hoạt động trên không lên đến 50 giờ liên tục. combo bom thứ tư chứa các thiết bị tác chiến điện tử. Vũ khí phòng vệ gồm 16 pháo tự động M24A1 20mm vẫn được sửa lại. trước máy bay phiên bản RB-36D có trần bay tối đa lên đến 15.000m. Sau này còn có phiên bản RB-363 nhẹ hơn. Nó có thể lên đến độ cao 18.000m RB-36 là loại máy bay ném bom duy nhất có tầm bay đến được châu Á từ căn cứ tại lục địa Mỹ và nó đủ lớn để mang được những chiếc máy ảnh độ phân giải cao nhất rất cồng cảnh vào thời điểm đó. Có tổng cộng 24 chiếc RB-36D được chế tạo. Chiếc cuối cùng được chuyển giao vào tháng 5 năm 1951. Một số chiếc RB-36D sau này được cải biên cấu hình. Mọi tháp pháo bị tháo dỡ, ngoại trừ tháp pháo ở đuôi và đội bay giảm từ 22 xuống còn 19 người. Những chiếc loại này được đặt tên là RB36D3. Tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực phòng không của Liên Xô làm cho những chuyến bay trinh sát xâm nhập sâu vào lãnh thổ đối thủ trở nên nguy hiểm, nên RB36 chỉ còn sử dụng để trinh sát dọc theo biên giới Liên Xô và các nước Đông Âu. Vào khoảng năm 1956, chúng dần dần được thay thế bởi phiên bản RB47E trang bị động cơ phản lực cũng là thời điểm mà máy bay do thám U-2 bắt đầu thực hiện những chuyến bay do thám hình ảnh sâu vào lãnh thổ Liên Xô. Những chiếc RB-36 được cải biên trở lại thành cấu hình ném bom tương ứng và cuối cùng cũng ngưng hoạt động trong giai đoạn 1958-1959. Cho đến nay chỉ còn có 4 chiếc B-36 được bảo tồn ở các nơi trên đất Mỹ, bao gồm Bảo tàng Hàng không Vũ trụ Chiến lược nằm tại Omaha, Nebraska, Bảo tàng Quốc gia của Không quân Mỹ tại Dayton, Ohio, Bảo tàng Hàng không Vũ trụ Pima tại Tucson, Arizona và Bảo tàng Hàng không tại thành phố Anvo California. Bản tin quân sự của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin quân sự tiếp theo.